101 công thức lẩu ngon tròn vị cùng Be, phần 17. Trời lạnh thế này mà cả gia đình được quây quần bên nồi lẩu ấm nóng vừa thổi vừa ăn thì còn gì tuyệt vời hơn. Và hôm nay cùng Be vào bếp nấu một nồi lẩu cá hồi nhé. Đầu tiên thì các bác cần sơ chế nguyên liệu như sau: măng tươi và dứa đem rửa sạch thái miếng vừa ăn, cà chua thái múi cau, hành, ngò gai rửa sạch và thái nhỏ, ớt sừng thì nên cắt thành lát mỏng, đầu cá hồi rửa sạch với nước muối pha loãng để khử mùi tanh. Sau đó chặt đôi đầu cá hồi và ướp đầu cá với một ít nước mắm, bột nêm trong khoảng 15 phút. Giờ thì bắt tay vào nấu thôi. Bác chảo lên bếp, cho một muỗng canh dầu ăn vào và đợi nóng. Tiếp đó cho hành tím và tỏi băm vào phi thơm, sau đó cho đầu cá vào xào sơ cho săn lại. Đổ nước vào nồi lẩu và đun sôi. Khi nước sôi thì hớt bọt để nước trong hơn nhé. Tiếp đó chúng ta cho dứa, măng, cà chua và đầu cá đã xào vào nồi lẩu và nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Nấu thêm khoảng từ 4 đến 5 phút để các nguyên liệu thấm đều và cá chín mềm hơn. Khi các nguyên liệu đã chín thì cho nước cốt chanh, ớt và hành ngò vào. Vậy là xong nồi lẩu cá hồi thơm ngon rồi đấy. Tắt bếp và chuẩn bị thưởng thức thôi. Đổ lẩu vào nồi giữ nóng, có thể ăn kèm với các loại rau như là rau ăn lẩu, cà, bún tươi hoặc mì đều rất ngon. Thử ngay công thức này để cả gia đình có những mâm cơm hạnh phúc cùng Be nha!